Rồi ok, Trung tâm Điện tử Tắm Hoa Chi Linh Hải Dương xin gửi lời mến chào toàn thể các bác và anh em yêu nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Và tiếp tục một video clip buổi chiều nay, Trung tâm lên sóng giới thiệu đến các bác anh em một cặp loa bãi xịn B3 thương hiệu đến từ đất nước Đức. Đây, một cặp loa vừa về đây các bác này. Đây, một cái model phải nói là chơi hay bài đẹp không nhá. Đấy, thương hiệu đến từ đất nước Đức, một cặp loa B3 bãi xịn. Những bác, những anh em nào fan của B3 thì đây là một trong những cái model phải nói là cực chất, chơi hay bài đẹp, ê căng lõm lưng này, rất quen thuộc. B3 và bát 40 các bác nhá, bát 40 từ 19, côn họng 76, một tép ken, tép sử dụng từ 17 đây, đấy, thùng gỗ sơn sân, thiết kế hình vát. Và cặp loa này có cái model là S215/600 anh em nhá. Đây, S215/600. Một cặp loa bãi xịn thương hiệu đến từ đất nước Đức. Chất âm quá tuyệt vời, chơi bạo lực. Cặp này chơi sân vườn phòng trà quán bar. Đấy, quá chất cho một cặp loa bãi xịn thương hiệu đến từ đất nước Đức quá bác. Bát 40 từ 19, côn 76. Sử dụng màng giấy gần vải tẩm dầu đây quá. Hai lỗ thoát hơi này. Tép này sử dụng từ 17 các bác nhá, cực lớn này. Công suất của cặp này nó cho ra là 300W các bác nhá. Đây, model của sản phẩm là S215/600. Đấy, công suất 300W, trở kháng 8 ohm và độ nhạy là 97 dB, hỗ trợ hai cổng lưu trích. Đấy. Cặp loa bãi xịn các bác nhá. Những anh em nào fan của B3 thì đây là một trong những mã phải nói là chơi hay bài đẹp đây. Thiết kế hình vát. Thì buổi chiều ngày hôm nay bên em về được 3 cặp các bác nhá. Về được 3 cặp. Đây em mới vệ sinh qua một cặp và lên sóng giới thiệu đến các anh em. Đấy, bát 40 từ 19 anh em nhá, từ 19 côn 76. Màng giấy gân vải tẩm dầu, chơi bạo lực. Ok. Đấy, thông số của mã này được thiết kế chiều cao khoảng 72, ngang là 46 và sâu là 44 cm. Thiết kế rất đẹp các bác này. Vâng, thì với cái model S215/600 của B3 hàng bãi xịn thì cặp này đang có giá đầu tư trong thời điểm này giá rất hợp lý anh em nhé. Đấy, trên 14 triệu một chút các bác anh em sở hữu ngay được một cặp loa B3 bãi xịn sử dụng bát 40 từ 19 côn 76, một tép ken. Đấy, tép sử dụng từ 17 anh em nhá. Đấy. Quá chất. Vâng, trên 14 triệu một chút, các anh em sở hữu ngay một cặp loa B3 bãi xịn thương hiệu đến từ đất nước Đức. VKS 215/600. Này, thùng vách đẹp. Nội thất bao nguyên zin cho anh em. Vâng, mọi nhu cầu mua sắm các bác anh em liên hệ theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0918249265. Và địa chỉ bên em tại Thị tứ Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Thì buổi chiều nay bên em về được 3 cặp thôi. Đấy. Loa chất bao nguyên zin cho anh em, cặp B3 S215/600. Đấy. Bát của nó rất lực các bác nhá. Đấy, bát của B3 thả cực chất luôn. Đấy. À, trên 14 triệu một chút. Bác nào có nhu cầu chốt cặp B3S 215/600 là liên hệ bên em nhá. Đấy, về 3 cặp thôi.